Và trong thời gian qua có một khách hàng đã trị sạch sẽ 100% và một khách hàng đã đầy mãn 90%. Hello, xin chào các bạn đã đến với video clip của Hằng ngày hôm nay. Hôm nay sẽ là một cái clip giới thiệu lại về cái phương pháp mà Hằng trị sẹo là gì, là về holistic là gì và những cái feedback của những khách hàng đã điều trị với cái liệu trình của Hằng như thế nào. Xin tự giới thiệu lại, Hằng là một người đã bị mụn 13 năm trời và đã tìm rất là nhiều phương pháp để điều trị. Hằng đã dùng những cái phương pháp như là về thuốc tây, tây y, về đông y. Tuy là nó có đạt được một cái sự ổn định nhất định, chứ Hằng không hề phủ nhận những cái kết quả của nó, nhưng mà tuy nhiên thì nó về cái mặt lâu dài thì Hằng thấy là nó không có hiệu quả và nó không có triệt để từ gốc nguyên nhân của vấn đề. Từ sau đó Hằng tìm rất là nhiều phương pháp như là Ayurveda Ấn Độ, đông y, rồi những cái liệu pháp hỗ trợ như là âm thanh gì đó, tại vì là nhiều khi bị mụn là mình cũng về tâm lý nữa, nhưng mà hầu như là không có kết quả khả quan. Nhưng mà trong cái lúc mà chắt lọc những cái phương pháp đó thì Hằng thấy cái phương pháp đó nó sẽ tốt với những một vài cái vấn đề nào đó, thì Hằng sẽ làm những cái clip chia sẻ sâu về những cái vấn đề sau đó. Thì cái phương pháp mà giúp đỡ Hằng điều trị tốt nhất cho cái làn da của Hằng đến hiện tại đó chính là về holistic, là cái phương pháp chữa lành tự nhiên. Thì cái phương pháp chữa lành này là nó sẽ đào sâu những cái gốc rễ nguyên nhân của vấn đề, từ đó sẽ phân tích ra là tại sao cái nguyên nhân nó lại như vậy và phân tích làm sao để điều trị mụn, chứ không phải là chỉ có skin care bên ngoài da. Hằng không phủ nhận về cái skin care rất là tốt, thì nó chiếm khoảng 30% về cái chế độ chăm sóc làn da của bạn. Tuy nhiên thì với cái phương pháp này Hằng đã đạt được khoảng 70%. Thì cái phương pháp này Hằng đều tham khảo từ những cái kiến thức của bác sĩ, về bác sĩ Bert, bác sĩ Rachel, Veronica và rất là nhiều YouTuber mà đã thành công dựa trên cái phương pháp này, và đặc biệt là chị The Love Vitamin và Olena Beauty, thì đó là hai cái YouTuber mà Hằng đã dùng cái phương pháp này và Hằng cảm thấy và Hằng đã thực hiện theo và Hằng cảm thấy là rất là hiệu quả. Cái quá trình mà điều trị cho Hằng và tất cả những người khách hàng của Hằng đều quan sát và đều thăm khám họ xem là tình trạng của họ như thế nào. Nhiều khi những cái case của khách hàng là những cái case lạ, là Hằng chưa từng trải qua, thì Hằng cũng đã học được rất là nhiều. Cho nên thì Hằng rất là cảm ơn những người đã tin tưởng và đã theo những cái liệu trình của Hằng, theo những cái phương pháp của Hằng để có thể chăm sóc được cái làn da và cái cơ thể của mình. Thì Hằng cũng hy vọng là những cái kiến thức này được chia sẻ nhiều hơn nữa, tại vì thực sự là về cái phương pháp holistic mà để chữa trị mụn á, thì Hằng thấy rất là ít người. Đa số thì họ sẽ chủ yếu vào skincare, hàng skincare rất là tốt. Hiện tại Hằng vẫn đang dùng retinol, nhưng mà tuy nhiên là về cái chữa trị mụn tận gốc thì Hằng thấy nó vẫn tốt nhất vẫn là từ bên trong. Tại vì cái chế độ ăn và cái từ bên trong là nó ảnh hưởng đến cái làn da của mình rất là nhiều. Và rất là cảm ơn và rất là biết ơn các bạn đã tin tưởng Hằng, và hy vọng là các bạn nếu mà biết được những cái kiến thức này có thể chia sẻ với nhiều người hơn nữa, để có thể nhiều người có thể giúp đỡ được họ là chữa trị mụn cho bản thân và đem lại sự tự tin cho bản thân của mình. Tại vì Hằng đã từng trải qua những cái thời gian rất là tự ti, bởi vì mụn rất là nhiều, lúc nào ai đi cũng hỏi là ôi tại sao mặt mày mụn quá, hoặc là nó sẽ bị ảnh hưởng đến nhiều về cái công việc hoặc là về những cái mối quan hệ. Và trong thời gian qua có một khách hàng đã trị sạch sẽ 100% và một khách hàng đã đầy mãn 90%. Còn những khách hàng khác thì đang trong cái quá trình điều trị và chấm lần đầu tiên, thì nói chung là chưa thấy kết quả khả quan gì nhiều. Và em của Hằng thì đã đầy lên khoảng 10%. Và Hằng cam đoan là tất cả những cái khách hàng này không hề bị sẹo to ra, với những bạn mà đang sợ TCA là làm cho sẹo to ra nha. Tại vì theo hướng dẫn của Hằng thì sẹo chắc chắn là sẽ không to ra được. Hiện tại là đang vẫn học hỏi hai bạn là vừa đạt 100% và 90% về cái cách mà làm sao chấm như thế nào để có thể giúp cho cái để có thể là điều trị cho Hằng nữa nè. Bây giờ Hằng vẫn còn sẹo gần sống mà, đâu phải là Hằng đã hết sẹo 100% đâu. Và những cái bạn khác để chấm như thế nào làm cho các bạn hiệu quả nhất có thể. Với một chị mà đã điều trị 100% hết sẹo 100% thì vừa đó là Hằng có đề xuất với chị là sử dụng một cái kem để tăng sinh tái tạo da nữa. Thì cái Hằng đọc được cái báo cáo này qua NCBI, thì là cái loại kem Adapalene này nó sẽ giúp tăng sinh collagen rất là nhiều. Thì khi mà chị kết hợp với lại TCA nè, kem Adapalene và cái peel glycolic acid, theo một cái liệu trình mà chị có dùng bên khác nữa, chị đang phối hợp nhiều, thì chị
Tại vì nếu mà sử dụng riêng lẻ TCI thì chỉ đạt được khoảng 60-70%, nó nhỏ lại thôi chứ nó không có 100%. Về Adapalene thì hàng đề xuất chị có dùng thêm và chị có dùng thêm peel. Là peel theo hàng biết là bên đó là dùng glycolic thì chị đã đạt được khoảng 100% luôn. Bây giờ hiện chị chỉ còn mụn đầu đen thôi. Trời ơi, và hàng rất là mừng với cái kết quả của chị, và hàng cũng thấy là cái tương lai là hàng sẽ áp dụng cho hàng nè và nghiên cứu nhiều hơn nữa để cho những khách hàng của hàng nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và một bạn là 90% thì bạn đó là bị sẹo thủy đậu rất là to ở chỗ mũi luôn á, nhưng mà không biết, tại vì là hàng có hướng dẫn là bạn để khoảng 2-3 phút rồi bạn bôi kìm lên để cho nó không có để axit nó thấm vào da nhiều, sợ nó bị to ra. Nhưng mà hàng đang hỏi bạn là không biết là bạn làm như thế nào để làm sao mà để có thể đạt được 90%, tại vì lúc trước hàng mà những cái sẹo nhỏ nhỏ của hàng nó hàng chấm á, hàng phải chấm nhiều lần, hàng phải tìm cái phương pháp chấm như thế nào để cho nó có hiệu quả. Và sau này sẽ làm một clip chi tiết hơn về cái cách mà bạn chấm á, tại vì cách bạn chấm nó cũng quyết định cái sẹo của bạn có đầy lên như thế nào không, chứ không phải là đụng cái TCA vô da là nó sẽ đầy đâu bạn, nó phải chấm như thế nào nữa. Cho nên là sẽ có những người chấm bị to ra, có người chấm là không hiệu quả, có người chấm thì lại hết. Đó là cái cách mà mình chấm đúng, là đến cái thời gian này thì Hạnh mới cảm thấy là cái cách mà mình chấm nó rất là quan trọng luôn. Anh nữa đã chấm một lần và dùng song song kết hợp với tretinoin, thì cũng giống như một cái chương trình lúc trước Hạnh cũng có chia sẻ là mình dùng tretinoin hoặc retinoin thì nó sẽ tăng sinh cái collagen, thì anh nó chỉ dùng tretinoin thôi, thì anh đã cũng đạt được khoảng 70-80% là đúng với những cái gì mà ảnh cần rồi, tại vì ảnh bị sẹo nhỏ cho nên là chỉ chấm một lần là đã ok rồi. Thì đó là ba cái kết quả quan nhất. Còn những người khác thì đang trong cái quá trình đang chấm á, có những bạn thì Hạnh thấy là chấm hơi nhẹ, cho nên là cái tỷ lệ mà để tăng sinh cái collagen thì nó hơi bị lâu á. Chắc là Hạnh sẽ làm một cái sau này sẽ có một cái clip để hướng dẫn chi tiết về như thế nào là ok, như thế nào là nó sẽ đầy và hiệu quả hơn là so với những cái cách chấm khác. Nói chung là sẽ làm chi tiết hơn, thì các bạn hãy đón xem nha. Rất tiếc là về hình mặt hình ảnh thì Hằng khó có thể xin được các bạn, tại vì có các bạn vẫn còn ngại á, tại vì khi mà xin review hình của các bạn về cái da mặt á thì các bạn vẫn còn hơi ngại một chút xíu. Thì với những bạn nào mà cho phép Hằng đăng hình thì Hằng sẽ đăng, còn nếu như những cái bạn nào không, Hằng có xin phép không được thì Hằng sẽ không đăng. Thì về cái review tiếp theo đó sẽ là review về một cái case về bị rosacea. Thì sau khi hỏi bạn thì Hằng có biết là bạn đang bị demodex. Thì sau khi bị demodex xong thì da bạc mặt bạn rất là ngứa và có bị nổi mẩn, tuy là không có nhiều. Thì Hằng có hướng dẫn bạn là sử dụng kem Promethin, là cái loại này là trong cái powder cream, thì nó sẽ giúp điều trị cái diệt cái con demodex này. Thì cái chu trình bình thường nếu mà để diệt một demodex đó là khoảng từ 2 cho đến 4 tháng, thì bạn sử dụng một tuyết tầm khoảng 2 tháng là bạn đã giảm mụn được 70%. Bây giờ hiện tại là bạn chỉ còn những cái mụn ẩn thôi, thì Hằng rất là mừng cho bạn. Thì Hằng có xin được cái tấm hình che mắt, che những cái gì mà cần thiết, chỉ để lại làn da thôi. Thì có thể là chụp hình nó không có được rõ lắm á về cái sự khác biệt đó, nhưng mà thật sự là cái tình trạng của bạn thì cải thiện rất là nhiều, được khoảng 70% về những cái vết đỏ, những cái vết mụn đỏ trên da. Thì cũng rất là chúc mừng cho bạn. Thì cái case tiếp theo là một cái cây là bị mụn quai hàm và bị mụn cằm. Thì một chị là ở Vũng Tàu, chị đã trong cái thời gian dịch chị uống sữa đậu nành và không có sử dụng thuốc cường giáp được, tại vì hiện tại chị đang bị cường giáp. Sau đó là mụn của chị bị nổi lên, mụn quai hàm và mụn cằm rất nhiều. Thì sau cái khoảng thời gian tư vấn, Hằng có tư vấn chị là có dùng đêm và dùng magie để dùng magie thì để cân bằng lại cái tâm trí của mình, mình không có bị stress nhiều. Ngoài ra dùng đêm thì mình đào thải những cái độc estrogen, những cái độc tố ra khỏi cơ thể, và có đề xuất chị là mình hãy ngừng uống sữa đậu nành. Thì sau khoảng 2 tháng khi chị dùng đêm thì chị đã hết mụn quai hàm và mụn cằm, thì còn 1-2 cục rất là nhỏ thôi. Thì cũng rất là chúc mừng chị. Và một cái case nữa là chị cũng bị mụn quai hàm, tức là chị ăn uống rất là mạnh Eclin. Thì chị Hằng cũng có tư vấn là chị dùng đêm và dùng sơ. Thì hiện tại là uống đêm thì chưa thấy kết quả, đang trong quá trình theo dõi. Nhưng mà tuy nhiên cái đêm này lại đem cho chị một cái tác dụng tuyệt vời, đó chính là giảm cái vòng eo của chị rất là nhiều. Thì bình thường là chị Eclin là chị
để mình giữ một cái cân nặng tốt với chị rất là cao, cao khoảng 1m63, nặng 56kg. Thì sau khi mà dùng đêm thì cái vòng bụng của chị giảm nhỏ hẳn luôn, chỉ còn có 50 mấy kg thôi, không có tới 56kg, chung là như khoảng 50kg hay sao. Thì Hằng cũng rất là vui vì cái tác dụng của đêm là nó vừa có thể trị được mụn quai hàm, ngoài ra còn có tác dụng là mình giảm cái vòng eo lại cho mình nữa, thì nó rất là một công đôi chuyện. Ngoài ra cái đêm thì nó cũng có tác dụng nữa là mình giảm cái khả năng bị ung thư vú của mình đó. Đối với những các bạn nữ nha thì nó sẽ giảm thiểu cái khả năng này. Thì rất là cảm ơn các bạn đã xem clip ngày hôm nay, thì rất là vui, và hy vọng là Hằng sẽ chia sẻ những cái kiến thức tiếp theo về điều trị bên trong, điều trị da. Thì rất là mong các bạn sẽ đón nhận những cái clip của Hằng và hãy nhấn like và subscribe cái kênh YouTube của Hằng để có thể theo dõi được nhiều hơn và chia sẻ được với nhiều người hơn nữa nha. Xin chào các bạn.